câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn mặc dù dịch bệnh gây ra biết bao khó khăn trở ngại tổn thất nhiều mặt gần hai năm qua nhưng nhìn vào mức độ tăng trưởng kinh tế của cả nước Chúng ta thấy an lòng và phấn khởi khi nhiều chỉ tiêu trọng yếu đã đạt và vượt kế hoạch, trong đó phải kể đến lĩnh vực nông nghiệp. Có được thành quả này, vai trò của người nông dân là yếu tố quyết định, bởi họ đã nhảy bén nắm bắt thời cơ để thay đổi tư duy sản xuất. Câu chuyện truyền thanh, truyền thống hay bảo thủ của tác giả Lê Ngọc Diễm sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ sự quyết đoán của người nông dân thời kỳ 4.0 bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên hữu phúc giai hai cư thu quế giai bà mai vợ hai cư hồ trải giai lê tấn tương duy giai tư minh quang yến đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn ông hai cư ngồi trầm ngâm với ly nước trà bốc khói bà mai có vẻ sốt ruột nên gạn hỏi chồng về đề nghị của Tư Minh chuyện gia nhập hợp tác xã công nghệ cao. Nè ông, ông thấy thằng Tư nó suối mình đem đất đai vô hợp tác xã rồi mừng ăn chung với họ. Liệu có ổn không ông? Tôi nhớ mấy chục năm trước, hãy nhắc tới hợp tác xã là người ta ngán ngược à. Ông bà mình từ xưa, ruộng ai thì nấy đất bờ, cũng còn sao đâu. Tôi thấy mình mừng như cũ đi ông. Thì tôi cũng đang lưỡng lự đây nè. Thiệt tình thì thấy mùa vừa rồi Hợp tác xã họ làm hiệu quả dữ lắm, nhưng biết có bền hay không? Hay là đầu voi đuôi chuột? Đem đất đai vô đó, tây rã gánh thì mình có lấy lại được hay không? Tôi thì sợ cái chuyện, cha chung không ai khóc. Lúc đó đổ thừa ai bây giờ? Mình thất bát một năm là nghèo ba năm đó ông. Mà cũng khổ, hầu như ai cũng tham gia. Còn một vài họ sơm lương cũng khó cho cái quy hoạch chung của địa phương. Thêm hai đứa em ruột mình nó cũng vô hợp tác xã rồi đó bà ủa xã bên cô ba cũng làm như bên này rồi hả ông rồi con ba nó thu hoạch vụ đầu đạt dữ lắm nó điện thoại uh, khoe với tôi còn nói năm nay ăn tết lớn nhờ trúng mùa mà bán được giá nữa đó bà mà nó trồng lại gì vậy ông nó uh, khoe là trồng bắp tím loại giống mới rất là ngon và bổ dưỡng hợp tác xã bao tiêu sản phẩm nên khỏi lo như mấy năm trước trồng khoai trồng bí Tới thu hoạch rộ, thường lái họ ép giá, nên bán quả bán diều lỗ tiền lỗ công lao động nữa đó. Thì nông dân trồng cái gì cũng mong cho tốt tươi, qua trái xung xuê, nhưng mà lại sợ cái cảnh được mùa mất giá. Nghe cũng mừng cho cô ba nó ông ha. Thì bởi vậy mà tôi mới đắn đo đây nè bà. Tôi cũng như ông, sợ một hai mùa đầu thì phấn khởi như vậy, rồi sau đó xảy ra lu bu phiền phức vì cái vụ mừng chung á. Thôi thì mình cứ làm theo truyền thống cho chắc chắn ông ơi. Để coi mùa này ra làm sao á, rồi mình tính. Ê, bà, hình như đứa nào nó kêu ngoài cổng kìa, bà ngó ra coi. Để tôi chạy ra. Ơ, ờ, ờ, chú Tư, chú đi đâu sớm vậy chú? Bữa nay không có ra ngoài hợp tác xã hả? Dạ có, nhưng đi ngang thấy anh chị á nên ghé vô một chút. Với lại cũng hỏi coi anh hai có tính chuyện mùa màng năm mới hay chưa. Ờ, ừ. Thì anh với chị hai chú cũng mới nhắc cái vụ chú khuyên anh chị tham gia hợp tác xã đây nè. Nhưng mà chị hai chú còn nhớ hợp tác xã hồi xưa. Bà nhắc làm anh cũng giỏi. Chuyện cũng mấy chục năm trước, với bây giờ khác lắm rồi anh chị. Nhìn vào kết quả hai mùa vừa qua, bản thân em rất là tự tin. Cho nên mới vận động anh chị tham gia. Người ta không có bắt buộc, mình thấy có lợi thì mình vô thôi. Từ lúc thoát khỏi cái hợp tác xã hồi xưa á, cả họ hàng mình á cũng làm theo nề nếp cũ, tuy không có bằng kiểu khoa học gì đó nhưng cũng đủ sống, lại không có xáo trộn đất đai. sợ nhất á là làm mất mất tài sản của tổ tiên để lại đó chú Tư. chị lo xa quá rồi, không phải vậy đâu chị. thí dụ chị tham gia vào sản xuất tập thể thì người ta hỗ trợ từ giống, phân, thuốc, công lao động, mọi thứ đều thấp hơn chị làm cá thể. lợi nhất là không phải chạy đôn chạy đáo, lo bán sản phẩm, sợ tư thương ép giá. Còn đất đai á thì cũng còn của chị mà Ủa ngộ vậy Làm kiểu này sao kêu bằng hợp tác xã Tôi tưởng gom vô hết Rồi ăn chia theo công điểm chứ Câu chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ Tư Minh từ giả ra về Để lại trong lòng vợ chồng hai cư Một chút suy tính Như lời hứa Sau ba ngày Hai cư sẽ trả lời quyết định của mình Tư Minh đã đến như lời hẹn Hôm nay có cả anh Lê Tấn Chủ tịch hội nông dân xã Chà, bữa nay bàn trà của anh hai có món này hấp dẫn nha Anh Tấn thấy lạ không? Uống trà mà ăn bánh phồng tôm đó Em chào anh chị hai Hôm trước á định ghé anh chơi nhưng bận việc hoài à. Nhờ Tư Minh nhiệt tình rủ rê á nên bữa nay á em ghé thăm anh chị đi nè. <laughs> ừ. À, chú Tấn lúc này thấy phong độ hơn rồi nghe. Chắc phát tài lắm phải không? Dạ, không phải mình em mà cả xã mình luôn đó anh hai. Trúng mùa được giá, nông dân bớt cực nhờ máy móc thay sức lao động. Cho nên á em có hơi đẹp trai thêm chút. <cười> <cười> ừ. Giới thiệu với hai chú đây là bánh phòng tôm, nhưng mà không có tôm nghe. À, bà nhà tôi làm bằng chuối với đậu xanh nhà trồng đó chú. Mèn ơi, chị hai giỏi quá hen. Vợ em nó mê món này lắm, nhưng mà nó hay bị dị ứng với tôm á chị hai. Vậy một chút á, chị gửi cho thím một mớ, chị làm nhiều lắm. Anh có hứa với lại Tư Minh là bữa nay trả lời nó cái vụ vô hợp tác xã sản xuất công nghệ cao nhưng mà tới giờ này anh cũng còn lớn cấn, chưa dứt khoát đây nè hai chú. Nói trước với anh chị là tụi em không phải vận động ráo riết hay là ép gì anh chị. Nếu thấy được lợi ích thật sự thì tham gia, vậy thôi. Em biết bà con mình vẫn còn nặng nề với tư tưởng là giữ gìn truyền thống. Em thấy truyền thống là rất quý, nhưng nếu áp dụng cái mới để phát huy truyền thống, làm cho nông dân mình sung túc hơn là tốt chứ có làm sao anh. Chỉ sợ làm một mình rồi thất thoát, rơi vào nghèo đói thôi. Để thêm phần thú vị với bình trà ngon và bánh phồng tôm của chị hai, em xin kể một câu chuyện vui cho anh chị nghe nha. Có tiết mục này nữa hả chú Tư? Chú kể đi. Dạ, chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng cũng có cái để mình học. <laughs> Ngày xưa có hai anh em nhà nông kia rất là siêng năng. Chẳng may năm đó thất mùa, nên hai anh em đi thật xa tìm những bông lúa còn sót lại để ăn tạm rồi tính tiếp. Đến nơi thì chẳng tìm được lúa, nên người em quyết định nhổ mớ rạ đem về để trồng nấm. Vậy thôi đó hả? Tưởng có phép màu xuất hiện chứ? <laughs> dạ chưa đâu, em kể tiếp nè. Thế là trên đường về người em quyết định đi lối khác, biết đâu tìm được thứ gì đó tốt hơn. Nửa ngại họ thấy cánh đồng ngô sau thu hoạch còn sót lại mớ trái èo uột, nhưng vẫn tốt hơn mớ rạ người em dứt bỏ rạ nhặt ngô người anh á, quyết giữ rạ vì cho rằng công mang từ nửa ngày trời thì rạ cũng có việc dùng mà à, người anh cũng có lý đó chứ đến chiều á, thì hai anh em gặp một con suối nên xuống tắm vô tình người em phát hiện rất nhiều loại đá màu sắc sặc sỡ anh ta nghĩ đây á, là đá quý nên đổ bỏ ngô và nhặt đá quý đem về người anh vẫn kiên quyết giữ bao rạ của mình nhưng mà ông em lấy cả bao đá làm sao mang nổi? Từ từ, ông nghe tôi kể tiếp nè. Ngủ lại một đêm trong rừng, sáng ra tỉnh táo, hai anh em tiếp tục đi. Họ tới một gốc cây ngồi nghỉ mệt giữa trưa, thì nhìn vào các sổ dưới chân, họ phát hiện những thổi vàng trong đó. Người em đổ bao đá quý, bươi tìm những thổi vàng cho vào bao. Ông anh thì khư khư, giữ công lao hai ngày qua, nên mặc kệ người em. Chà, Tới đây là anh thấy người anh cố chấp giữ đó. Dù có nhọc công giác rạ hai ngày qua, nhưng mà vàng á, thì giá trị khác biệt với rạ quá. Là sao không làm theo người em chứ? Nghe ông kể tới đây á, tôi hình dung mà có tôi ở đó hen Chắc tôi làm đầy bao luôn quá tự mình. <laughs> sao nãy ông nói ông em cả tin hốt đá quý, giờ lại định hốt đầy bao vàng. <laughs> Trong chuyện á, họ không định lượng số vàng, chỉ cho thấy sự lựa chọn của người em có tính thức thời thôi rồi hết chưa cuối cùng thì người em có thuyết phục được ông anh bỏ rạ lấy vàng không chú tư nghe tiếp nè cả nhà về tới nhà thì người em dùng số vàng đó xây cất nhà cửa mua thêm đất đai thuê người sản xuất làm cho cả làng đều no đủ sung túc còn người anh cứ tự hào vì mình giữ được công sức với bao rạ khô như vậy cho thấy cơ hội hay là dịp mai là những thứ mình đừng bỏ qua. Biết đâu á nó chỉ đến một lần thôi. Sau đó có tìm á cũng chưa chắc gặp lần nữa. À, anh hiểu ý chú mày rồi. Chú mày nhắc khéo anh cái vụ làm ăn riêng lẻ bảo thủ. Không chịu đổi mới chứ gì. Dạ, em không dám đá xéo anh hai đâu. Chẳng qua thấy câu chuyện cũng hay hay. Làm bài học cho mình suy ngẫm, Biết đâu mình ướm thử vào đó. Sẽ tìm ra lý lẽ mà thực hành luôn. Biết là chuyện ngủ ngôn để làm bài học cho mọi người, nhưng mà cũng có tác động phần nào đến suy nghĩ của chị đó nha chú Tư. Sẵn đây á em cũng khoe với anh chị á là hợp tác xã mình vừa được tỉnh đầu tư thêm máy gieo hạt và bón phân hữu cơ tự động, điều khiển bằng điện thoại thông minh, năng suất gấp 50 lần làm thủ công đó anh chị. Em cũng khoe với anh chị là mùa này em thu nhập gấp đôi mùa trước do giá cả tăng lên và giảm chi phí sản xuất nhờ vào hợp tác xã công nghệ cao đó anh chị. Coi chừng anh hai nhầm lẫn giữa truyền thống và bảo thủ đó nha. Mình giữ truyền thống á, là giữ sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, giúp đỡ lẫn nhau. Có những cái cũ đã thật sự lỗi thời, thì mình cũng mạnh dạn thay đổi chứ anh. Tấn nói tới đó thì em cũng xin nói thêm. Anh cứ khư khư cái anh gọi là truyền thống, giống như người anh trong chuyện ngụ ngôn mà em vừa kể. Mình làm cho đời sống gia đình mình và mọi người khá lên bằng những mô hình mới. Sao lại từ chối? Bây giờ bà con mình hay nhắc câu không để ai bị bỏ lại phía sau là một phiên bản của truyền thống đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ nhau mà ông cha mình truyền dạy đó anh. Giờ hợp tác xã công nghệ cao là tạo điều kiện cho anh mở mang tầm nhìn, biết ứng dụng cái mới vào sản xuất, thu nhập nhiều hơn và khỏi lo khâu ế hàng mất giá anh à. Có ai rình mất những giá trị ông bà mình để lại đâu, chỉ thêm vô phần khoa học công nghệ thôi. Mà sao anh chị lại cảnh giác dữ vậy? Ông thấy sao ông? Không lẽ hai chú nó xuống dậy mình sao ông? Thầy à, thì uh, cũng để thư thư uh, cho tôi suy nghĩ chứ quyết liền sao được bà. Hẹn hoài, hẹn hoài vậy đây huynh. Thời gian uh, và cơ hội không chờ đợi ai đâu. Nếu lần này mà còn cù cưa thì tụi em uh, bye bye anh luôn đó. Vậy rồi uh, còn bà. Nếu mà tôi nghe theo tụi nó bà có ủng hộ không? Tôi ủng hộ người em trong câu chuyện ngộ ngôn của Tư Minh kể. Bỏ bao rạ, lấy mớ vàng để đổi đời thử coi Nói vậy là chị hai việc rồi đó anh hai à, Thôi thì hai chú mày làm dùm anh cái hồ sơ Xin gia nhập hợp tác xã công nghệ cao đi Anh chưa có rành Dạ, quan hô anh hai Thưởng thức bánh trà của anh chị xong rồi Bây giờ tụi em đi tiếp rồi à nha Khoan khoan, chờ chị Chờ chị lấy mớ bánh phồng tôm mà không tôm, gửi cho Thím với mấy đứa nhỏ chú Tấn ơi. Vụ này thì em chờ được nè. Cảm ơn chị nhiều nha. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh, truyền thống hay bảo thủ của tác giả Lê Ngọc Diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.